Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền tái định cư VKMX Trường Thành Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại chợ Minh Thành nha mọi người. Và bây giờ là 7 giờ sáng. Thì như cả nhà đã thấy đây thì chợ Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay và đây là chợ truyền thống nha. Chợ truyền thống. Và trục đường này thì đang được giải phóng mặt bằng để mở rộng ra và đường quốc lộ 14 cũng đang được mở rộng. Và bên tay phải là chợ Minh Thành, bên tay trái là Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành. Và đối diện Ủy ban là Bách Hóa Xanh. Và cách chợ Minh Thành đây khoảng 120m thôi nha cả nhà. Là ngay đèn xanh đèn đỏ trước mắt đây. Ngay tòa nhà cao cao là cổng chính của khu công nghiệp VKMX. 311 ha triển khai năm 2018. Và hiện tại mật độ lấp đầy lên tới 60%. Và ở đây thì các mặt hàng nhu phẩm sáng sớm ăn sáng rồi cà phê, rồi các anh chị tiểu thương đang bán đây rất là đông đúc. Và mặt hàng tại đây thì rất là tươi ngon, sạch sẽ nha cả nhà ơi. Tại Bình Phước, về Trơn Thành Bình Phước chúng ta thích nhất là ăn rau, củ quả và gà nha. Và đây là trục quốc lộ 14 chạy thẳng hướng này, chúng ta sẽ về lại ngã tư Trơn Thành và đi Tây Ninh. Và hướng ngược lại chúng ta sẽ về Đồng Xoài và các tỉnh Tây Nguyên nha. Và cả nhà thì theo chân Trọng Thơ để vào vị trí đất nha. Ngay cách chợ Minh Thành 120m thì Trọng Thơ còn một vị trí với giá hiện tại chỉ 9,6 triệu trên mét vuông như cả nhà. Và ngay đầu đường đây thì đang được giải phóng mặt bằng để mở rộng. Và từ chợ truyền thống chạy vào chợ mới Minh Thành là chúng ta đi bộ là khoảng 1 phút ạ. 1 phút thôi. Vì có 60m thì chúng ta đã tới chợ Minh Thành mới rồi. Và xin mời cả nhà theo chân Trọng Thơ vào vị trí đất. Và đây là từ bắt đầu từ chợ Minh Thành nha, bắt đầu từ chợ Minh Thành cũ đây và vào chợ Minh Thành mới ngay đây đó. Cách nhau là 60m là chúng ta đã tới vị trí chợ Minh Thành mới. Chợ Minh Thành mới thì mở rộng và hoạt động từ mùng 1 tháng 8 vừa qua, đúng vào mùa tâm điểm của dịch, và bây giờ đã đi vào ổn định và chạy vào 80m nữa nha. 80m là tới vị trí đất của Trọng Thơ giới thiệu cho cả nhà. Thì xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Trước mắt chúng ta là những ngôi nhà đang được xây dựng, đã được xây dựng, chuẩn bị hoàn thiện. Và karaoke đang được xây dựng lên đây. Và khu này thì có nhà nghỉ Hoàng Hôn rồi, quán bia 79, cà phê Biển Cả. Đối diện đây là ba trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành. Và sân vận động Minh Thành là một cụm. Và Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành sẽ được di dời sang đây nha, trước mặt Trọng Thơ luôn nha. Và quỹ đất trước mặt là được xây dựng thêm là trường cấp 3 và bệnh viện của BKMX. Thì quý khách hàng quan tâm tới vị trí này thì liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất tại BKMX Trơn Thành, hoặc inbox Zalo của Trọng Thơ nhé. Và đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất tại BKMX Trơn Thành Bình Phước. Và nhanh tay sở hữu cho mình một vị trí ngay lõi trung tâm thị xã mà giá hiện tại đang là giá sơ khai. Quý khách hàng tranh thủ nha, liên hệ cho Trọng Thơ ngay khi giá còn rất là rẻ. Trọng Thơ xin chào và chúc quý khách hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn BKMX nha.